Mạnh Quỳnh bật khóc khi nhắc về tâm nguyện của Phi Nhung. Mạnh Quỳnh Phi Nhung hơn 20 năm qua được xem là một trong những cặp đôi người tên âm nhạc được khán giả yêu mến. Dù sau này có không ít cặp song ca nghĩ, nhưng cứ nhắc đến Mạnh Quỳnh Phi Nhung thì khán giả không khỏi xúc động với loạt tuyệt phẩm mà họ song ca cùng nhau. Khi Phi Nhung giả biệt cởi tạm, nhiều khán giả yêu mến giọng ca của cả hai không khỏi đau xót. Họ nói: giờ đây đôi song ca đã lẻ bóng với nam ca sĩ Mạnh Quỳnh, tri kỷ của anh là người giàu năng lượng tâm huyết với nghề. Mạnh Quỳnh nói việc hát cùng Phi Nhung là mốc son trong sự nghiệp của mình. Anh nghẹn ngào chia sẻ về cố ca sĩ. Cô ấy là người rất chuẩn mật, khi làm việc chung quý vị mới thấy sự bệnh bỉ hăng xài của cô ấy. Dù chúng tôi hát chung rất lâu, nhưng ngoài đời không gặp nhau nhiều vì có cuộc sống riêng. Nhưng lúc nào chúng tôi cũng nhắn tin trò chuyện với nhau rất nhiều. Mỗi lần Phi Nhung stress đều nhắn tin tâm sự với tôi. Tôi là người an ủi xoa dịu cô ấy. Mạnh Quỳnh còn khẳng định Phi Nhung không đáng để nhận những lời ồn ào thời gian qua. Cụ thể anh nói, trên người Phi Nhung không bao giờ đeo một chiếc nhẫn hộp xoàn, không bao giờ đeo một sợi dây chuyền vàng hay một đồng hồ hiệu. Nếu ai nói Phi Nhung làm điều gì đó để trục lợi cho bản thân, thì những người đó nên tự nhận xét lại bản thân mình trước khi bình phẩm một người nào đó, nhất là Phi Nhung. Đồng thời vào thời điểm Phi Nhung bị công kích trên mạng xã hội, cố ca sĩ không cho Mạnh Quỳnh lên tiếng bình vật vì không muốn bản thân bị dư luận tấn công. Sau vụ lùm xâm Phi Nhung rất buồn và có nhắn tin tâm sự. Tôi hỏi rằng bà có muốn tôi lên tiếng không vì tôi nói người ta sẽ tin. Phi Nhung trả lời rằng, thôi ông ơi, bao năm nay ông là người tốt rồi, bây giờ ông có ra nói gì thì cũng bị người khác bóp méo. Bản thân tôi ngồi trên chảo dầu rồi, người ta muốn làm gì thì làm, ông hãy giữ gìn hạnh phúc gia đình đi. Mạnh Quỳnh kể lại, những ngày tháng cuối đời Phi Nhung vẫn còn nhiều điều dang dở, chưa hoàn thành nhưng cô vẫn nghĩ cho Mạnh Quỳnh. Nam ca sĩ khóc ngẹn nói, bao nhiêu tin nhắn tôi còn giữ. Phi Nhung nói từng đi xét nghiệm âm tính sẽ sớm về Mỹ hát cùng tôi. Chúng tôi còn định hát bài thiệp hồng anh viết tên em. Cô ấy luôn nói với tôi rằng hãy cố gắng hát, phục vụ khán giả đến lúc về già. Nếu già đi không nổi, cô ấy sẽ đẩy xe lăn đưa tôi đi hát.